Chào các bạn, laptop của mình hôm nay lại bị hư pin. Mình vừa lúc nãy vừa mới đang dùng thì dùng bị hư pin. Đây các bạn có thể thấy không? Tức là không có pin hoặc là bây giờ không có pin. Đấy. Laptop mình hư pin và sau khi tham khảo trên mạng thì mình đã tìm một cách sửa. Đó chính là cho pin laptop vào tủ lạnh. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn tắt máy tính. Các bạn sẽ tắt máy tính. Rồi. Máy tính đã tắt không? Nhấp xuống, cầm chân. Giữ. Gỡ ra nhé. Gỡ ra. Gỡ lấy pin ra. Sau đó các bạn sẽ xuống nhà bếp lấy một cái bi đen cho vào tủ lạnh. Cuốn thật chặt vào nhé. Cuốn thật kỹ vào. Hư là mình không chịu trách nhiệm đâu. Đấy. Tiến tủ lạnh. Ngăn đá của tủ lạnh nhá. Ngăn đá thì mình không có gì hết. Cho vào. Không có nổ đâu, yên tâm. Để như này 15 phút. Đây là đồng hồ của nhà mình. Mình sẽ đợi đúng 15 phút. Tức là 7 rưỡi mình sẽ mang xuống, mang ra để cho các bạn xem điều thần kỳ xảy ra. Rồi bây giờ sau khi 15 phút mình sẽ tiến hành mở tủ lạnh lấy pin, sau lắp trở lại vào máy tính để các bạn xem điều thần kỳ xảy ra. Lưu ý là không, nếu như không thành công, nếu như các bạn làm tại nhà không thành công thì cũng không được trách mình. Để lại đây thôi, tiếp tục. Mình sẽ mở tủ lạnh, lấy cục pin ra. Lạnh quá, vào đây. Pin phải ướt nha các bạn. Đang ướt thì các bạn phải lau khô nó. Tạm dừng. Mình sẽ lau khô pin bằng chất rẻ. Sau đó để ráo 30 phút và tiến hành lắp trở lại máy tính. 3 phút đã trôi qua, mình sẽ tiến hành lắp pin trở lại vào máy tính của mình. Sau đó mình sẽ lấy dây cắm nguồn cho máy tính để máy tính nhận pin. Để như thế này trong vòng 1 tiếng để pin sạc đầy. Rồi 1 tiếng đã trôi qua, giờ mình sẽ tiến hành bật máy tính để các bạn thử xem điều thần kỳ sẽ xảy ra. Cách này thì giúp các bạn thành công được khoảng là 80%, tùy theo độ may mắn của các bạn. Nếu bạn nào không thành công thì cũng không nên trách ai vô tình. Đây, mình sẽ quay cho cả bạn coi. Đấy. Cục pin của mình khi đấy còn cộng với thời gian mình sạc 1 tiếng thì sẽ được như sau. Để mình cắm cái chuột vào đó.
chuột không đấy. Rồi chuột đã thành công rồi đây. Đây. Pin mình đã đầy luôn. Mời chị. Đây cậu này không? Đấy, đầy pin luôn. Vậy là pin của mình đã được chữa lại thành hoàn toàn thành công một cách thần kỳ. Nếu các bạn nào thấy hay hữu ích hãy like, đăng ký kênh. Đấy, làm chỉ lại cho mọi người thấy đi. Đây à. Fully charger 100%. Đấy. Mặc dù pin này cũng đã báo là hư hỏng rồi. Còn Sider thì các bạn nên là chuẩn bị là thay pin mới cho các bạn. Đấy. Đã thay đúng không các bạn? Bạn nào thành công thì nên like, đăng ký kênh. Còn nào không thành công thì đừng chửi bới nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.